À, dạ vâng em, thế anh kênh Vua Công Suất xin được gửi lời chào đến toàn thể anh chị em và các bác đã quay trở lại với kênh Vua Công Suất. Và trong video ngày hôm nay thì bên cửa hàng sẽ lên thanh lý cho các bác những cái đôi loa mà các bác khách đã nâng cấp đổi các, cũng như là những cái đôi loa lẻ lô bên cửa hàng. À, loa trước mắt các bác đây đều là các cái dòng loa chuẩn xịn chính hãng 100%. À, bên cửa hàng Vua Công Suất thì không có kinh doanh các cái mặt hàng như là loa đóng, loa dựng các bác nhé. À, vì vậy những cái đôi loa trước mặt các bác đây là đều là loa chuẩn xịn chính hãng 100%. Và đôi loa đầu tiên mà em muốn giới thiệu đến các bác đó là dòng loa DMX. À, với cái thương hiệu DMX này thì cực kỳ nổi tiếng rồi. À, bát tép thì đều là bát tép nhập khẩu Make in Italia. À, dòng loa DMX này thì nổi tiếng với các cái dòng loa, dòng bát tép nhập khẩu của BNC. Và đôi loa trước mặt các bác đây là đôi loa full 25. À, về phần cảm quan thì các bác có thể cảm nhận được là cái dạng e-căng của nó là dạng lưới này. Dạng lưới. Và được... hai cái viền bắt cạnh e căng của nó được sơn là nhôm, sơn màu đỏ rất là đẹp mắt. Cái mặt đằng trước đây của nó này thì cái phần logo các bác đều có thể là xoay theo hướng là chiều ngang chiều dọc tùy theo vị trí mà các bác treo loa nhé. Loa tép kèn màu vàng bát đây. Các bác cần xem nội thất chi tiết hơn nữa thì có thể là kết bạn Zalo để em gửi hình ảnh, hoặc là cần hơn nữa thì có thể là em sẽ gửi video test thử chất âm cho các bác xem nhé. Còn đây là phía đằng sau của đôi loa này. Loa DMX, cái mã của dòng loa này là VX10 và cái giải tần hoạt động của nó xuống tới là 60Hz cho đến là 20kHz. Công suất của hoạt động của loa là 200W ở trở kháng 8 ohm, và kết nối với cả jack new chic ở đây sẽ là 1+1- các bác nhé. Đôi loa này thì bên cửa hàng đang bán với mức giá là 4.500.000 đồng. Và ngày hôm nay thì các bác mua loa sẽ được tặng kèm cùng với cả là một cặp jack new chic như thế này đây. Cộng với em sẽ tặng thêm cho các bác là 5 mét dây loa. Dây loa ở đây là dây loa chuẩn, dây loa xịn, dây loa nhập khẩu các bác nhé. Dây loa này là dây loa chống nhiễu, chống va đập này, cực kỳ chất lượng. 5 mét dây loa cộng với là cặp jack new chic. Đôi loa DMX có giá là 4.500.000 đồng. Và một cái dòng loa cực kỳ hot ở trên thị trường đó là dòng loa Audio Center PF12+. Đôi loa được mệnh danh là ông vua karaoke. Loa này thì về phần ngoại hình của nó, ngoại thất của nó thì các bác có thể là thấy cho em ở đây là rất cực kỳ đẹp mắt. Cộng với thiết kế của nó là dạng thùng bát và được sơn sần cát màu đen, thùng gỗ các bác nhé. Dạng loa này thì đều có các cái chân để các bác có thể là bày dạng như kiểu là monitor, loa sân khấu, loa kiểm âm. Thùng loa này thì đang còn, em sẽ bao zin nguyên bản cho các bác này. Các bác có thể quan sát cho em ở đây đang còn các cái tem này. Ở đây thì nó có cầu gạt. Cầu gạt ở đây thì nó sẽ là cầu gạt để cho nhạc nó sôi động hơn. Hoặc là cầu gạt để thiên về chức năng là mình trợ lời không. Dòng loa Audio Center PF12+. Đời này là đời cao cấp các bác nhé. Công suất hoạt động của loa sẽ là 400W ở trở kháng là 8 ohm. Và dòng loa Audio Center này thì trên thị trường thì rất nhiều các cái hàng sản phẩm hàng nhái, bởi vì cái độ hot hit của cái sản phẩm này. Hàng Việt Nam, hàng Việt Nam sẽ có mức giá là 3 triệu đồng, dạng là thùng nhựa. Còn hàng Trung Quốc sẽ có mức giá là khoảng là 6-7 triệu đồng. Ở đây những cái đôi loa chuẩn xịn như các bác đang xem đây thì các cái đơn vị phân phối họ sẽ bán giá dao động từ 13 cho đến là 15 triệu đồng một đôi loa Audio Center mã là PF12+. Và bên cửa hàng ngày hôm nay thì sẽ đưa ra mức giá thanh lý giá lẻ lô tốt cho các bác, đó là 12 triệu đồng cho một đôi loa Audio Center PF12+. Chất âm thì khỏi bàn rồi, tép kèn đỏ. Từ của nó là từ 19 họng côn 76 các bác nhé. Bát tép của Bayma, thương hiệu của Tây Ban Nha. Ở đây thì em vẫn sẽ tặng quà cho các bác đó là 5 mét dây cộng với lại cả jack new chic nhé. Đôi loa có giá là 12 triệu đồng. Đôi loa tiếp theo đó là dòng loa Verity. Dòng loa Verity này thì nó là dạng thùng cân. Ở trên thị trường thì dòng loa Verity này nó khá nổi tiếng vào các cái năm như là năm 2015-2016 đổ lại. Thì cái sản phẩm Verity này làm nhái cực kỳ nhiều luôn các bác, vì cái chất âm của nó rất là hay nên ở ngoài thị trường được rất là tin dùng. Dòng loa Verity này thì là một thương hiệu đến từ Pháp, nước Pháp.
Tất cả các cái đôi loa bên cửa hàng đều còn in mây mã vạch đi theo đôi loa các bác nhé. Mã của thương hiệu này là KV12, VDT KV12. Nó hoạt động, công suất hoạt động trung bình của loa sẽ là 300W ở trở kháng 8 ohm. Và cái cầu mà các bác kết nối ở đây sẽ là đường input vào sẽ là 2 cộng 2 trừ để các bác kết nối jack Dewchick. Ở đây thì em đã tháo sẵn cho các bác xem nội thất của cái sản phẩm VDT này. Thì bên trong nội thất của nó, đó là dạng loa này nó được thiết kế cũng như là các cái linh kiện từ bát tép đến từ nhà hãng Seato, một cái thương hiệu cực kỳ lớn các bác nhé, thương hiệu Seato. Ở đây của bát của nó lên tới là 300W ở trở kháng là 8 ohm này. Bát đây là bát gang, xương gang, chấu của nó này. Tép đều là tép Seato. Loa VDT. Em sẽ quay lại cho bác xem. Gân vải tẩm dầu 2 sóng này, màng của nó là màng giấy, thiết kế dạng kiểu của loa JBL. Các bác thường thấy cái màng gân này ở trên loa JBL. Đôi loa này là đôi loa VDT chuẩn xịn chính hãng 100% các bác nhé. Loa VDT này thì bên cửa hàng đang bán với mức giá là 9.500.000 đồng. Rồi đôi loa tiếp theo, đó là thương hiệu loa BPK. Một cái dòng loa thương hiệu của Mỹ, loa BPK. Và nó được bát tép dạng BNC. Thùng là dạng thùng gỗ cân. Về phía đằng sau của sản phẩm này, model của nó là PD12. 12 ở đây là 12 inch. Và 12 inch có nghĩa là loa full bass 30. Và độ nhạy của loa là 96 decibel. Maximum của nó là 124 cho đến là 127. Công suất của loa là 350W, công suất max là 700W các bác nhé. Giải tần hoạt động còn xuống tới là 51. Giải bass xuống rất là sâu này. Dạng loa này thì bán bass đánh theo dạng kiểu là bạo lực. Loa của nó là bass từ 190, họng bôn 76 này. Đường vào input sẽ là 1 cộng 1 trừ. Ở đây thì em tháo sẵn cho các bác xem này. Tép của nó là dạng tép selection này, tép 450. Của bát là bát từ 19 này, họng côn 76, bát rất là gấu nhé. Đôi loa này là đôi loa được sản xuất năm 2019 này. Dạng loa bên em tháo được phòng dự án, ở đây là phòng 3. Số lượng thì không còn nhiều, chỉ còn lẻ lô một và vài đôi như thế này. Thì em sẽ thanh lý giá tốt cho các bác nhé. Tất cả các cái màng đều được đánh số mã vã vạch này. Đấy, loa thì bao zin nguyên bản cho các bác yên tâm chơi, rất là đẹp. Đôi loa này thì bên cửa hàng đang bán với mức giá là 8.900.000 đồng nhé. 8.900.000 đồng. Còn đôi loa ở đây là đôi loa, còn một đôi loa full 30 Evan giá tốt này, giá chỉ là 5.500.000 đồng. Loa Evan, hàng rất là đẹp, loa full bass 30. Gân vải tẩm dầu 2 sóng này, tép dạng tép họng lớn. Về phía đằng sau của nó này, công suất hoạt động của loa là 350W ở trở kháng là 8 ohm. Và cái giải bass của nó xuống rất là sâu các bác nhé, 45Hz này cho đến là 20kHz. Độ nhạy là 100dB. Và như đúng như trên tiêu đề mà em đã nói với các bác từ trước, đó là một chiếc loa full 30 Super Diva. Em bị lẻ một chiếc như thế này. Thì ngày hôm nay sẽ thanh lý cho các bác với mức giá là 2 triệu đồng. Bác nào quan tâm thì có thể là nhắn tin, như là gọi điện đến cửa hàng để em có thể là chi tiết hơn nữa về chiếc loa bãi thương hiệu của Đức, Super Diva. Còn lẻ một chiếc này, giá là 2 triệu đồng các bác nhé. Các bác quan tâm đến sản phẩm nào có thể là để lại bình luận, cũng như là liên hệ đến số điện thoại của cửa hàng để em có thể là phục vụ các bác. Và các bác đừng quên bỏ ra một vài giây ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em một like. Xin được chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Và xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video cũng như là các clip và các buổi live stream phát sóng lúc khung giờ là 8 giờ tối ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Sẽ có các cái phần quà âm thanh hoàn toàn miễn phí gửi tặng đến anh chị em và các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.